Chào bạn đến với tác viên của Anti-Stress Party ngày hôm nay. Hôm nay chúng tôi có Save the Girl, Dark Riddle, Jumanji cùng một số game khác. Mời bạn cùng xem. Bắn cả mặt nó, ui sợ rồi. Tập dưỡng sinh đi. Thân thì cái tùng thôi. Hỏi chấm. Cân rõ lem à? Xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Nếu mà đã theo câu chuyện lọ lem thì phải có xe bí ngô rồi. Bao tử rồi, làm gì đây? Rút cái đùi gà ra và nó ít thôi, nghe nhạc rồi. Quay một thời gian kinh tởm. Quay đi, đi đây. Quay ngay. Thank you.
Tự nhiên muốn chơi mấy màn này quá nhở. Cái gì có thể ăn từng miếng một, bắp ngô. Cái gì sẽ bị ướt khi nó khô? Con cá. Cái gì có mùi tốt hơn là vị à? Đâu, vị tốt hơn là mùi à? Nếp nấu củ cá. Có màn lút lút giờ chán thế. Game tiếp theo sẽ là game Dark Riddle. Nhìn nó này quái vật thế. Nhiệm vụ là lấy cái thẻ xanh là thế nào? Ok, mình sẽ chơi normal đi. Hôm qua thử practice một lần rồi. Giấy. Rồi biết không có internet rồi khổ quá. Ơ nhưng mà mình bấm view game mà. Yes. Okay. Mày, tao sẽ khô máu với mày. Ok. Chạy thôi. Ok.
đang đuổi theo đấy ạ. Wow, thu thập chìa khóa đã. Đây là cái gì? Nhanh lên cho người ta còn về nhà. Uầy, thật nó leo tận mái nhà kìa. Ơ, đâu rồi? Chìa khóa gỗ đây. Shit, không, thôi sao? Có được làm lại không vậy? Nó đuổi ra ngoài anh nhỉ? Oh shit. Ui, chạy. Ơ, kẹt rồi. Quá vàng đây rồi. Oh shit. Rồi. Sợi silver ca nhỉ?
gian của game đấy. Zoom in gì? Uầy. Chết bồ mình luôn. Nhiệm vụ tiếp theo nhảy qua 4 chướng ngại vật. Phải kết nối mạng á. Yeah.
chơi thế nào? Nhảy hụt được. Chịu đấy, chịu đấy. Ôi. Tiếp theo đi. Game này mà đánh rơi đồ là thôi đấy, không bao giờ nhặt lại được luôn. Thề.